Và vào ngày hôm qua, thì một khúc video đưa lên Internet cho thấy một trận giao chiến giữa quân dân quân và quân đội Al-Assad. Một khúc video cho thấy thi hài nằm bên ngoài một bệnh viện bị hư hại và người thu hình cho biết đó là bệnh viện Al-Fatel. Theo các nhà tranh đấu ở Damascus, bệnh viện Al-Fatel đã bị tấn công và bị cháy. Một khúc video thu cảnh rừng rợn ở vùng ngoại ô Qandam của thủ đô Damascus với 4 thi hài bị chặt tay chân và người thu hình cho biết những người này đã bị dân quân Shahibihas, người Alawite, ủng hộ Tổng thống Al-Assad xử tử ngày 1 tháng 9. Một khúc video cho thấy cảnh thành phố Homs đang bị thả bom.